Theo nguồn tin mới nhất, phía công ty đại diện của ông Park có mong muốn ứng cử ông Lee Yang-jin làm huấn luyện viên trưởng, còn ông Park Hang-seo làm giám đốc kỹ thuật câu lạc bộ Công an Hà Nội. Phía câu lạc bộ Công an Hà Nội đã tiếp nhận thông tin nhưng không trả lời công ty đại diện của ông Park ngay. Lãnh đạo câu lạc bộ Công an Hà Nội cũng chưa đàm phán gì với phía huấn luyện viên Park và Lee. Bản CV của hai vị chiến lược gia người Hàn Quốc cũng được gửi đi một số đội bóng khác chứ không riêng gì Công an Hà Nội. Trước đó, nhân chuyến thăm của huấn luyện viên Alexander Poking tới cộng sự cũ tại PVF, lãnh đạo đội Công an Hà Nội cũng đã gặp gỡ và nói chuyện xã giao với chiến lược gia này. Đội Công an Hà Nội chưa có ý định thay huấn luyện viên trưởng mà vẫn đặt niềm tin vào ông Paolo Foyani. Trong thời gian V-League tạm nghỉ, Công an Hà Nội vẫn miệt mài tập luyện và thi đấu giao hữu dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên này. Về phần huấn luyện viên Park Hang-seo, ông đang cùng vợ tận hưởng cuộc sống ở Việt Nam. Ngày thường, ông đi chơi golf, gặp gỡ các đối tác làm ăn, lên kế hoạch mở các học viện bóng đá. Tuần này, ông vừa ghé thăm một sân golf ở Nha Trang. Bản thân ông Park và Lee phần nào vẫn muốn tiếp tục công việc của một huấn luyện viên bóng đá, nhưng chỉ bắt tay vào việc nếu có một đề nghị hợp lý. Ông giao phó việc tìm kiếm và đàm phán cho công ty đại diện.